sáng thế ký chương 43. Cảm ơn Ngài cho lời của Ngài trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin Đức Thiên Linh Ngài cũng soi dẫn, làm sống lời Ngài cho chúng con. Trong danh Jesus Christ. Amen. Câu 1 đến câu 2. Và sự đói kém trong sự lớn lắm khi nội nhà đã ăn hết lương thực ở xứ Egypto đem về rồi. Thì cha các người ấy dạy rằng, vậy hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta. Chương này nói về việc Joseph gặp các anh em lần thứ hai. Và Jacob phải quyết định để cho những đứa con trở lại ai cập cùng với benjamin có lẽ ban đầu jacob đã nghĩ rằng họ có thể được ăn đủ cả cái mùa đói để không bao giờ phải cho benjamin đi cùng trong cái lần hai nữa cũng đồng nghĩa là sẽ không bao giờ quay lại với simeon nhưng họ đã hết thức ăn bay hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta jacob nói sự cần thiết đã thúc đẩy jacob làm một việc mà ông thường không bao giờ làm cái nhu cầu Chúng ta có thể tưởng tượng là Gia Cốp đã cầu nguyện rất nhiều để chấm dứt nạn đói, xin Đức Chúa Trời ban ơn cứu trợ. Chúng ta cũng có thể hình dung là Gia Cốp đã trở nên tức giận và cay đắng với Chúa vì đã không trả lời những sự cầu nguyện. Nhưng Đức Chúa Trời biết những gì Ngài đang làm và có điều gì đấy tốt hơn cho Gia Cốp nhiều hơn những gì mà ông có thể tưởng tượng. Từ câu 3 cho đến câu 10, Judah thưa, Người đó có nói quyết cùng các con rằng ví em út không theo xuống với các ngươi thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Nếu cha cho em đi với thì chúng tôi mới xuống Egypto mua lương thực cho cha được. Bằng không thì chúng tôi chẳng trở xuống đâu. Vì người đó đã nói rằng ví em út không theo xuống với các ngươi thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Israel của rằng sao bay khéo tệ cùng ta mà tỏ cho người ấy rằng bay còn một em nữa. Thưa rằng người đó hỏi kỹ càng về chúng tôi và về bà con chúng tôi rằng thân phụ các ngươi còn sống chăng còn có một người anh em nào nữa chăng chúng tôi có đáp các lời hỏi đó há dễ biết người đó sẽ dặn chúng tôi rằng hãy đem em út xuống đây sao judah lại thưa cùng israel cha mình rằng hãy đưa hãy cho đứa trẻ theo con thì chúng tôi sẽ đứng dậy đi hầu cho chúng ta nào các con nào cha nào các cháu của cha đây đều được sống và khỏi chết con sẽ bảo lãnh em cho. Cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về và không để em trước mặt cha, thì con đây sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Và nếu không có điều dùng rằng, thì chúng tôi đã đi và về được hai lần rồi. Judah thuyết phục cho cha của mình để cho phép Benjamin đi theo đến Ai Cập. Sau bay khéo tệ cùng tao mà tỏ cho người ấy rằng bay còn một em nữa. Jacob rõ ràng như người đang chết đuối mà nắm lấy cọng rơm vậy chắc hẳn họ đã thảo luận câu hỏi này hàng trăm lần trước đây muối tiếc ấy, đáng tiếc còn juda thì nói con sẽ bảo lãnh em cho lần này thấy juda đặt mạng sống của mình lên hàng đầu như một sự bảo đảm cho benjamin đây là điều tốt đầu tiên mà chúng ta thấy juda làm trước đây ấy, ông là người đã đề xuất việc bán joseph ông cũng là người đã đối xử không công bằng với con dâu ma của mình và xui khiến cho cái sự mà quan hệ tình dục với Tha Ma như với một cô gái điếm. Trước đây, Satan có thể đã hướng cuộc tấn công của hắn chống lại Joseph vì hắn tin rằng Joseph là người cuối cùng rất nhiều khả năng sẽ gửi đến đấng Messi từ Joseph mà ra đấng Messi. Cho đến thời điểm này, Đức Chúa Trời không tiết lộ ai sẽ là trong số 12 người con trai cho ra đấng Messi. Satan không chỉ ghét con cái Jacob vì họ là ai mà còn ghét những gì Đức Chúa Trời làm qua họ. Ngày nay hắn có cùng một quan điểm, cùng một kiểu hận thù chống lại các tín đồ. Bởi vì cái định mệnh mà Chúa Ngài chọn dân của Ngài. Câu 11 đến câu 14. Đoạn Israel cha các em nói rằng, nếu việc đã thể kia thì bay phải làm thế này. hay lấy trong đồ hành lý những thổ sản quý nhất của xứ ta, một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và mộc dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ hãy đem theo một số tiền bằng hai đặng thối hồi tiền mà họ đã để nơi miệng bao của bay có lẽ là một sự lộn chăng bay hãy đứng dậy đi dẫn em út theo và trở xuống đến người đó cầu xin đức chúa trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người và tha đứa em kia và benjamin cho bay còn phần cha nếu phải mất con thì cha chịu phận vậy jacob gửi tiền và quà rất nhiều cho vị quan ai cập này hãy lấy trong số đồ hành lý những thổ sản quý nhất của sư ta đem dâng cho người đó làm của lễ. Có lẽ là Jacob nhớ nó có vẻ hoạt động tốt như thế nào khi ông đã từng tuôn đổ những cái món quà này cho Ê sau. Sáng thế ký chương 33 câu 10 11. Cầm số tiền gấp đôi trong tay, họ đã mang theo số tiền đó đến Ai Cập để mua ngũ cốc và cả sự ưu ái của nhà lãnh đạo Ai Cập đó nữa. Vì mời anh em đến Ai Cập Họ lấy tiền gấp đôi trong số 10, tức là 20, thành 20 đơn vị tiền. Thì điều này trả lời chính xác ấy, cho 20 lượng bạc mà họ đã bán Joseph đi trong sách ghi chương 37 câu 28 với giá 20 đồng bạc. Cái chữ tiền và bạc ở đây thì nó cũng là vậy. Câu 15 đến 18. Vậy các anh em đem theo của lễ và một số tiền bằng 2 cùng dẫn Benjamin đồng đứng dậy đi xuống Egypto mà ra mắt Joseph. Vừa khi Joseph thấy Benjamin đi theo xuống với, bèn truyền cho quản gia rằng, hãy đưa các người này vào nhà trong, bắt con gì làm thịt và nấu dọn đi, vì trưa này họ sẽ dùng bữa cùng ta. Quản gia làm theo y như lời dặn, đưa họ vào nhà Joseph. Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Joseph thì sợ hãi, và nói với nhau rằng, ấy cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước, nên họ mới đem chúng ta vào chỗ này, đang tìm cớ xông vào đánh chúng ta bắt chúng ta làm tôi mọi và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta các anh em sợ hãi và nâm nớp khi mà phải đối mặt với joseph được vào nhà của joseph thường ấy, nếu mà một người không bị cắn rứt thì cái sự vào nhà đó là một cái sự mà được uh, tôn trọng nhưng các anh em lại vì thế mà càng sợ họ có tật giật mình có lẽ họ nghĩ rằng ấy, đó là sự tốt bụng của người lãnh đạo hay là cái sự đối xử nhân từ này chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc hành quyết sắp xảy ra. Câu 19, câu 23 Mấy anh em bèn đến gần quản gia của Joseph thưa cùng người tại ngoài cửa mà rằng Xin Chúa tha lỗi cho, anh em chúng tôi đã đến đây một lần rồi, đặng mua lương thực. Và khi trở về đến nhà quán, mở các bao ra, này số bạc của mỗi người đều ở tại miệng bao mình. Cân nặng bao nhiêu đều y như bấy nhiêu. Này, chúng tôi có đem lại số bạc đó, và cũng có đem thêm số bạc nữa đặng mua lương thực. Chẳng biết ai để bạc lại trong bao chúng tôi. Quản gia đáp rằng, mọi việc đều bình yên, đừng sợ chi cả. Ấy là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức Đức Chúa Trời của cha các ngươi, đã ban vật quý vào bao. Còn bạc các ngươi thì đã giao cho ta, đoạn người dẫn Simeon đến cùng anh em. Các anh em giải thích như vậy rồi, và vẫn được đối xử tốt ở trong nhà của Joseph. Đây không phải là một lời nói dối, bởi vì Joseph thực sự đã có những cái đồng bạc của họ đưa cho khi mua lương thực nhưng mà Joseph đã trả lại đã đưa lại cho thực sự là bởi sự nhân từ của Chúa mà họ đã nhận được tiền trở lại giá như mà anh em biết được câu 26 đến 29 khi Joseph trở về các anh em bèn lấy của lễ đã đem theo dâng cho Joseph tại nhà rồi cùng sấp mình xuống đất trước mặt người người lên hỏi thăm họ mạnh giỏi thế nào và nói rằng Người cha già mà các ngươi đã nói cùng ta đó được mạnh khỏe chăng, còn sống chăng? Đáp rằng, kẻ tới tới Chúa là cha chúng tôi vẫn mạnh khỏe và còn sống. Đoạn họ cúi đầu và lại. Joseph nhướng mắt thấy Benjamin, em ruột, con trai của mẹ mình thì hỏi rằng, đó phải là em út mà các ngươi đã nói cùng ta chăng? Và tiếp rằng, con út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho ngươi. Và sau đó diễn tiếp là một cuộc gặp gỡ nhiều xúc động của Joseph với các anh em của mình. Rồi đưa anh em vào nhà Joseph đem nước ra và rửa chân cho. Các anh em mong đợi bị bắt làm nô lệ và bị đánh cắp mọi thứ. Tuy nhiên, Joseph đã đối xử tử tế với họ. Tình yêu và sự tốt lành từ Joseph, sự tha thứ từ Joseph đã chiến thắng họ. Các anh em đã nhận được những lời chúc bình yên và lòng nhân từ từ Joseph mà không cần biết anh ta là ai. Và đây phải là một cái sự mà tốt nó hơn hơn bình thường. Vào nhà xong rồi rửa chân. Cũng vậy Đức Chúa Trời ban bình yên, ban tình yêu và phước lành cho con người, ngay cả khi con người không biết phước lành đó đến từ đâu, từ ai. Câu 30 Vì thấy em mình nên Joseph tất lòng cảm động, lật đật bước ra ngoài tìm nơi nào đã khóc, người vào phòng, nhà trong và khóc. Joseph đặc biệt bị ảnh hưởng, bị tác động khi gặp lại người em trai cùng cha, cùng mẹ duy nhất của mình. Benjamin là người mà lần cuối khi ra đi ấy, nó còn là một đứa trẻ. Khi Joseph bị bán sang Ai Cập, câu 31 và 32. Đoạn rửa mặt bước ra làm bộ chắc gan mà nói rằng hãy dọn bữa ăn đi. Người ta dọn cho Joseph ăn riêng và cho các anh ăn riêng. Người Egypto ăn chung cùng người và cũng dọn cho ngồi riêng nữa. Vì người Egypto có tánh gớm, người Hebrew nên không ăn chung được. Joseph không dùng bữa với các anh của mình vì vào thời điểm đó người Ai Cập là một trong những xã hội phân biệt chủng tộc nhất ở trên trái đất. Người ta tin rằng người Ai Cập đến từ các thần linh và tất cả các dân tộc khác đều đến từ những nguồn gốc thấp hơn ở Ai Cập vào thời của Joseph hoàn toàn không có sự giao thoa xã hội với người nước ngoài. Còn người Ai Cập ăn chung cùng người cũng dọn cho ngồi riêng nữa. Người Ai Cập thậm chí cũng sẽ không dùng bữa cùng với Joseph. Chứ đừng có nói đến là những người lạ đến từ Canaan. Ngay cả với tất cả địa vị và quyền lực của mình, Joseph vẫn không thể ăn chung được cùng với những người Ai Cập thực sự. Sử gia Herodotus biết rằng ấy, người Ai Cập rất ghê tởm những thứ ngoại lai ít nhất là các thầy tế lễ, họ không ăn không uống thứ gì nhập khẩu, cũng như không sử dụng các dụng cụ ăn uống đã được những người Hy Lạp dùng. Trích dẫn của Lloydport, đây là sự khôn ngoan của Đức Chúa trời. Đức Chúa trời sẽ mang cả gia đình Jacob vào Ai Cập, nơi họ sẽ bị cô lập với những người xung quanh trong khoảng 400 năm. Khi đó chúng sẽ nhân lên rất nhiều, tăng lên hàng triệu người nếu Đức Chúa trời cho phép họ ở lại Canaan. Họ sẽ đơn giản bị đồng hóa với các dân tộc đồi bại và vô thần của Canaan. Việc cưỡng hiếp Dina và hậu quả của nó trong sáng thế ký chương 34 và tội lỗi của các con trai Judah và Judah với Thama trong sáng thế ký 38 là cho thấy cái mối hiểm họa này. Hiểm họa là bị đồng hóa và lai tạp. Đức Chúa Trời không phải chỉ đưa gia đình Israel ra khỏi một môi trường đồi bại của Canaan mà còn phải đặt họ vào một nhóm dân tộc phân biệt chủng tộc nhất những người không kết hôn hoặc thậm chí không hòa nhập với họ, đức chúa trời chỉ cử Joseph đến trước để thu xếp thôi. Câu ba ba đến câu ba tư. Vậy các anh em bèn ngồi lại trước mặt Joseph, lớn nhỏ tùy theo thứ tự mình ngơ ngẩn mà nhìn nhau. Joseph sai đem mấy món đồ ăn trước mặt mình cho các anh em, nhưng phần Benjamin lại nhiều gấp năm của các người khác. Họ uống và ăn ngon, vui cùng Joseph. Joseph sắp xếp họ theo thứ tự tuổi và ông làm ơn cho benjamin lớn nhỏ tùy theo thứ tự mình ngơ ngẩn mà nhìn nhau nguyên nghĩa là theo thứ tự con đầu lòng tự tuổi tác thứ tự tuổi tác và đứa trẻ nhất theo tuổi không có gì lạ khi các anh em đều ngạc nhiên sự sắp xếp của các anh em thật tuyệt vời vì họ cảm thấy điều đó không thể tình cờ xảy ra mà theo thống kê tỷ lệ đặt 11 anh em theo thứ tự sinh chính xác của họ là 1 trên phần 40 triệu cái xác suất của nó giống như là số số vậy nhưng phần Benjamin lại gấp nhiều năm lần của các người khác Joseph muốn xem các anh em phản ứng thế nào khi người em trong trường hợp này là Benjamin được sủng ái vì họ đã rất phẫn nộ khi Joseph được cha mình sủng ái Joseph muốn xem có sự thay đổi trong lòng anh em mình hay không hay chính họ là những người đã ném mình xuống hố và làm cho và họ điếc tai trước tiếng kêu cứu của mình thì bây giờ họ như thế nào đây có thể là động lực của joseph khi yêu cầu benjamin anh tự hỏi liệu họ có chăm sóc benjamin trong chuyến hành trình như vậy hay không như họ đã làm với joseph chúng ta nên hy vọng nếu chúng ta thất bại trong một bài kiểm tra ở đâu đó chúa sẽ sắp đặt để chúng ta thi lại một lần nữa vào lần khác đây là một lý do cần phải cẩn thận để làm bài kiểm tra tốt ngay lúc đầu cho đỡ khổ và đỡ mệt Bây giờ chúng ta cùng quan sát những cái ý nghĩa tiên tri, một số cái ý nghĩa tiên tri gấp 5 lần cho Đấng Chris. Benjamin là con trai út của Jacob, chỉ xuất hiện chính diện một lần ở đây trong kinh thánh Chúa Giêsu đến một lần để chuộc tội lỗi. Và Ai Cập là nơi tội lỗi, hình bóng. Khi lục soát trong các bao ngũ cốc từ Ai Cập, người ta tìm thấy cái chén của Joseph ở trong bao của Benjamin. Mặc dù anh ta là người vô tội duy nhất trong số các anh em về cách đối xử của Joseph. Nhưng giờ đây, tất cả lỗi nhắm thẳng vào Benjamin. Nhưng Benjamin cũng là người được Joseph đặc biệt quý trọng. Anh đã nhận được đồ ăn nhiều gấp nhau 5 lần và quần áo mặc nhiều gấp 5 lần. Về cả hai khía cạnh, Benjamin là một hình ảnh về Đấng Chris. Đấng đã chịu khổ vì chúng ta, người công bình vì kẻ không công bình. Anh ta là người vô tội, đã phải uống chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi của chúng ta. Một mặt nữa là khi đi vào nhà đấy thì có một hình ảnh là Joseph đã truyền rửa chân cho các anh em. Chúa Giêsu cũng đã rửa chân cho các môn đệ. Nhưng Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên, đang nói về Benjamin, vì đã bị kẻ vào hàng kẻ giữ, đã mang lấy tội lỗi của nhiều người và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh xưng. Chúng ta thấy rằng Joseph ban cho Benjamin hai lần gấp năm lần của các anh em mình. Đức Chúa Trời đã mãi mãi tôn đấng Christ của Ngài lên trên các anh em của Ngài và coi Ngài đáng được tôn vinh gấp 5 lần. Nhưng chúng ta cũng muốn dâng lên đấng Chris vinh hiển gấp 5 lần. Mọi sự phục vụ trước hết là nên ứng dụng cho Ngài, và sau đó, chỉ sau đó mới là cho những người nhận, những người khác. Thứ nhất là những của lễ ngợi khen chỉ dành cho Ngài, những bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra đấy. Và thứ hai ấy, là những của lễ công việc lành, chia sẻ cho người khác. Hebrew chương 13 câu 15-16 vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hàng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Chớ quên việc lành và lòng bố thí vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những người Macedoan tin kính là một ví dụ điển hình giàu nghèo khổ, giàu nghèo thiếu. Họ cũng đã rộng lượng mở hầu bao cho lô, nhưng không phải là không dâng mình trước cho Chúa. 2 Corinto chương 8 câu 5 Cô dâu trong nhã ca cũng vậy. Trong số 1.200 siết lơ do hoa quả của vườn nho của họ mang lại, thì 1.000 lơ dành cho Salomon trước, 200 siết lơ ấy còn lại, 200 siết lơ còn lại dành cho những người trông coi vườn nho, nhã ca chương 8 câu 12, gấp 5 lần. Đối với nàng mang thứ gì đó cho Salomon quan trọng gấp 5 lần hơn so với là đem cho nó cho người khác. Câu hỏi tại sao Joseph lại bỏ cây chén của mình vào trong bao của Benjamin là người vô tội bạn có muốn biết tại sao Joseph lại bỏ cái chén của mình vào trong bao bao tải của một người vô tội không? Benjamin thực sự là vô tội đối với cái chuyện xảy ra với Joseph. Nhưng qua cách phản ứng của anh em đối với Benjamin là người trong sáng và vô tội thì trái tim của họ sẽ bị phơi bày ra. Cho dù Benjamin có còn giống như trước đây đối với Joseph bởi vì là họ cùng dòng máu và cùng giống nhau. Về mặt này, ấy, Benjamin giống như Joseph là hình ảnh của Chúa Giêsu cũng như 10 anh em ấy, đã là hình ảnh cho dân Israel, đã từng không tin, và sau này ấy, được hội hiệp lại bởi sự ăn năn, và bởi đức tin. Sáng thế kỷ chương 42, câu 22 và 24, sau này mới trở lại. má thi 27, câu 25, công vụ chương 7, câu 52, Esai 44, Dô-en 321, Thi-thiên 15 Sa-cha-ri 12-10, bởi ăn năn và bởi đức tin, ấy, quay trở lại đối với Benjamin ấy là người Juda vô tội. Benjamin từ chi phái mà Chúa Giêsu đấng bảo lãnh và trung bảo vĩ đại đã đến và ngài trở thành người đại diện, người thay mặt và đấng bảo lãnh cho chúng ta. thư ký chương 43 câu 8 và câu 9. Đây là những cái hình bóng về ý nghĩa tiên tri mà chúng ta đọc Tân Ước trong Cựu Ước, đọc Chúa Giêsu ở trong Cựu Ước. Cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện là này. này. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài cho lời của Chúa. trong chương này, câu chuyện của Joseph và bây giờ xuất hiện Benjamin. Cảm ơn Chúa về sự dọn đường trước, về về sự Ngài lo trước, về sự mà Đức Chúa đây, là Ngài làm, Ngài hành động. Ngài đã chuẩn bị và hình ảnh Chúa Giêsu Ngài đến và Ngài cứu chuộc tội nhân. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài, xin Chúa Ngài cũng ban ơn cho chúng con. Và cho trong ngày hôm nay chúng con được cũng được hướng về nơi Chúa và suy gẫm ở trong câu chuyện này và thấy sự nhân từ và những người mà ngài chọn thì ngài lo cho như vậy và có những câu kinh thánh thì nói rằng là ý tưởng của ngài đối cùng chúng con thật là nhiều điều quan trọng không phải là giải quyết vấn đề đỡ gánh nặng mà điều quan trọng đó là chúng con hướng về ngài và đánh giá được những cái điều mà ngài làm cho chúng con là điều quan trọng hơn về phần nơi chúng con biết ơn chúa để dâng của lễ về cảm ơn về sự cảm tạ về sự ngợi khen lên cho ngài còn phần sự quan tâm chăm sóc chúng con có thể dâng lên mà xin Chúa nhưng không phải vì xin Chúa mà chúng con mà Ngài mới làm. Nhưng ở trong đây thì các anh em không hề biết được chuyện xảy ra. Gia Cốp không hề biết được về sự Đức Chúa Trời lo lắng mà ông bị sợ hãi. Các anh em cũng bị sợ hãi. Thì chúng con cũng không biết được. Vì vậy, cho nên chúng con xin dâng cái sự cảm ơn Chúa và sự nhờ cậy vào nơi Ngài. Và càng mở ra thông hiểu được hơn bao nhiêu thì càng bớt đi sự tập trung vào chính mình bấy nhiêu vào sự coi mình là quan trọng bấy nhiêu và vào sự mà lo lắng và mặc cảm hoặc là phàn nàn cay đắng thì càng bớt được hơn bởi vì Chúa Giêsu đã đến rồi chúng con sẽ không nhất thiết phải mang tâm trạng đầu bạc mà xuống âm phủ như là Joseph nữa sống để bụng chết mang đi những chuyện tang thương đau khổ mà có thể dâng lên cho ngài cảm ơn ngài và chúng con cầu nguyện